Theo báo Bangkok Post và Khaosod, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn còn tiếp tục vào tối ngày 22 tháng 8 sau khi một máy bay chở khách loại nhỏ rơi tại khu vực rừng ngập mặn ở huyện Bang Pakong, tỉnh Chachoonsao của Thái Lan vào buổi chiều cùng ngày. Máy bay Cessna Caravan C-208 do Thai Flying Service vận hành cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi lúc 14 giờ 46 phút ngày 22 tháng 8, hướng đến sân bay Komaichi ở tỉnh Chad. Máy bay mất liên lạc vào khoảng 15 giờ và được xác định gặp nạn lúc 15 giờ 18 phút, trên máy bay chở 9 người. Những mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trong bùn lầy ở khu vực rừng ngập mặn gần đền Wat Khao Jin. Máy bay đã lao thẳng đầu xuống đất, vùi sâu hơn 10 mét vào nền đất lầy lội. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. Thống đốc tỉnh Chachoonsao Chonlati Yang Chong cho biết khoảng 300 người đã được điều động để tìm kiếm thi thể các hành khách xấu số suốt đêm. Cho đến nay, một số bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy. Theo South China Morning Post, 9 người trên máy bao gồm 5 du khách đến từ Hồng Kông, 2 nữ tiếp viên cùng cơ trưởng và cơ phó người Thái. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.